Cắn Đồng Dên, tác phẩm xuyên tạc về đồng tâm. Các đối tượng phản động tiếp tục lợi dụng vấn đề đồng tâm để tiếp tục xuyên tạc. Chúng lợi dụng thân nhân của các đối tượng trong tổ đồng thuận, biến những người này trở thành công cụ tuyên truyền, kiếm tiền đắc lực cho các đối tượng chống phá. Với các hình thức như đưa tin xuyên tạc, vu cáo trên các trang tin phản động, cho đến hô hào ủng hộ, kêu gọi quyên góp, thậm chí là cầu cạnh các tổ chức phản động chống phá Việt Nam. Và giờ đây, với chiêu trò mới, số đối tượng chống phá cho xuất bản cuốn sách với tên gọi là Cắn Đồng Dên, do nhóm đối tượng Hành Động Vì Đồng Tâm làm tác giả và được nhà xuất bản Tự Do, một nhà xuất bản tư nhân tiếp tay xuất bản. Nhóm Hành Động Vì Đồng Tâm là một tập hợp các đối tượng chống phá dưới danh xưng là các nhà báo, nhà hoạt động. Cho đến nay, nhóm Hành Động Vì Đồng Tâm do đối tượng Phạm Đoan Trang là một trong những người sáng lập và cũng là người thường xuyên trả lời phỏng vấn số báo chí chống phá nước ngoài và luôn có cái nhìn phiến diện, cực đoan, sai lệch về tình hình Việt Nam. Và lẽ dĩ nhiên, cuốn sách Cánh Đồng Dên cũng không phải là ngoại lệ. Phạm Đoan Trang là đối tượng cầm đầu nhóm mạng lưới blogger Việt Nam và là thành viên của tổ chức Voi và Luật Khoa tạp chí. Với tư tưởng chống phá của mình, Phạm Đoan Trang đã xuất bản các cuốn sách như Chính trị bình dân, Phản kháng phi bạo lực và Cẩm nang nuôi tù. Hoạt động này được tiếp tay bởi nhà xuất bản Tự Do và sự tung hô quảng cáo của các tổ chức phản động và đám dân chủ. Nội dung cuốn sách Cánh Đồng Dên không có gì mới, mà đó đơn giản chỉ là tập hợp những luận điệu xuyên tạc, vu cáo chính quyền về vụ việc Đồng Tâm. Nó bao gồm việc khái quát quá trình tranh chấp đất Đồng Dên, vụ việc diễn ra hôm ngày 9 tháng 1 và những vấn đề xung quanh sự việc hôm ngày 9 tháng 1. Một điều đáng chú ý là tất cả những sự việc được đề cập trong cuốn sách đều rất hời hợt theo kiểu đánh trống ghi tên với nội dung một chiều, phiến diện, khi bỏ qua những chi tiết quan trọng thể hiện bản chất của sự việc. Đó là những sai phạm nghiêm trọng, hành động gây mất an ninh trật tự, coi thường pháp luật của cha con ông Lê Đình Kình, Lê Đình Công và cái gọi là tổ đồng thuận trong thời gian dài, đặc biệt là các hành vi manh động, chuẩn bị vũ khí để chống trả lực lượng chức năng. Các vấn đề mà cuốn sách nêu ra thể hiện tư duy không logic, thiếu khoa học theo kiểu lập lờ đánh lận con đen khi chỉ nêu vấn đề nhưng lại không thể chứng minh cho vấn đề đó. Thậm chí, cuốn sách cũng đã trình bày song ngữ, vừa tạo độ dày cho cuốn sách, vừa dễ bán sách ở hải ngoại. Đây có thể được coi như một hành động phô trương thanh thế của Phạm Đoan Trang với mong muốn tìm kiếm tài trợ từ các đối tượng, tổ chức phản động. Có thể thấy, sự kiện Đồng Tâm đã và đang bị các đối tượng phản động bóp méo, xuyên tạc nhằm làm phức tạp hơn tình hình. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp để thu hồi cuốn sách Cánh Đồng Dên cũng như xử lý các đối tượng liên quan.